Đây, công dụng OBS rất là đẹp. Ao này mật độ rất là dài. Giờ là quá dài luôn. À, xin chào toàn thể quý anh em nha. Hôm nay Quang Chánh ghé thăm ao của anh Mười, khu vực Đầm Dơi. Đấy. Anh Mười thì hiện tại đang thả tôm giống OBS và mùa này mùa mưa, tôm tập trung theo vị oxy rất là nhiều. Ao này thì tầm ba mấy bốn chục ngày, tôm rất là dày. Quá nhiêu ngày rồi chị? Nhiêu ngày rồi? Ba bốn ngày hả? Giờ tôm ba bốn ngày theo như chế chia sẻ, tôm rất là đẹp. Này ăn ngày nhiêu ký rồi anh? Ngày ăn nhiêu ký rồi? Dạ một ngày á. Dạ ba bốn mươi lăm ngày. Tôm rất là đẹp. Thì mùa mưa tôm giống OBS đề kháng rất là cao. Đấy. Và tốc độ đến 34-35 ngày này rất là tuyệt vời luôn. Tôm này tầm khoảng 200 mấy. Rất là đẹp. Đấy. Màu nước màu trà. Ủa ăn ngày nhiêu ký anh? Ăn ngày nhiêu ký rồi? Ăn cầm tư á. Cầm tư hả? Cầm tư mà... Đấy, ao thiết kế rất là đẹp. Bên này là anh Mười. Ui sao nó dài anh, ui xem nè. Giờ nhá lên cứng luôn á. Đâu giờ này nó ra rồi. Ra rồi hả? Đấy. Tôm rất là đẹp nha, dài rất là dài. Ăn 140 kg, 34-35 ngày. Ủa, quá đẹp.